Xin chào các bạn, hôm nay linh kiện ST xin giới thiệu đến các bạn nó là một sản phẩm mới của cửa hàng, đấy là cái bút dẫn điện. Cái bút dẫn điện thì với cái bút này, ví dụ trên những cái PCB mà những cái đường mạch bị đứt thì mình có thể nối liền nó và mình đợi cho cái mực nó khô và nó sẽ có tác động tương tự như là dây dẫn. Bây giờ thì mình sẽ demo hoạt động của cái bút. Thế mình sẽ lắc đều để cho cái mực trong này nó trộn đều với nhau. Sau đó mình sẽ vẽ. Sẽ đợi 10 phút để cho mực khô và chúng ta sẽ cùng xem kết quả.